Xin chào các bác nhé. Hiện tại hôm nay bên em còn vài cái quả bát rời, bát 40, bát hàng xịn, hàng đẹp đấy các bác nhé. Nhưng mà vẫn phải bán thanh lý cho các bác. Đấy, tại vì sao các bác nhìn rất đẹp này mà em lại phải bán thanh lý? Tại vì cái lô này thì những cái cặp đẹp thì em bán hết rồi. Đấy, còn lại một cái cặp cuối thì nó bị gãy xương, vận chuyển về nó bị gãy xương. RF cá heo các bác này. Loa này nó là loa mới nhưng mà nó là hàng xịn các bác nhé, hàng xịn người ta mua tồn kho từ gần chục năm thì phải trước ấy. Đấy, rồi ép cá heo này, giờ cái cặp cuối này thì nó bị một quả nó bị gãy xương rồi, đấy, một quả nó bị gãy xương rồi, thế là cái còn quả còn lại thì em phải bán thanh lý thôi. Thì em sẽ bán cái quả này với cái giá là 1 triệu, giá 1 triệu một quả các bác nhé. Đấy, chưa sử dụng thì chắc chắn là nó phải là zin nguyên bản rồi. Bát bát rất là nặng, bát từ 19 côn 75 các bác nhé, từ 19 côn 75. Đấy, em lấy thước em đo đàng hoàng rồi. Đấy, những cái loa xịn người ta làm từ những cái cọc loa các bác này. Đấy, cả chục năm rồi nhưng mà vẫn sáng bóng này. Và một cái quả này. Đây 4 quả đây, em bán đồng giá hết 1 triệu quả các bác nhé. Có hai cái quả này là nó không vào cặp, còn hai quả kia là vào cặp, hai quả kia tím quay sau. Đấy, quả này là gân 36 các bác này, nó cũng là RF đấy. RF nhưng mà cái bọn này là từ trắng. Đấy, cũng từ 19, từ 19 côn 75 các bác nhé. Này các bác nhìn này. Đấy, hàng xịn, cả cả những cái keo của cái chỗ cái râu của các bác nhỉ. Đấy, nó gắn dày bệch luôn, rất là chắc chắn. Quả này quả từ trắng thì nó còn nặng hơn cả quả từ đen bây giờ cơ. Đấy, em bán 1 triệu một quả hết, 1 triệu một quả không bao ship các bác nhé. Không bao ship, bác nào chuyển khoản em cũng không bao ship đâu. Mua là phải cọc em mới mua ấy. À, mua phải cọc em mới bán ấy. Cái quả này là em bán gọi là bán thanh lý rồi, thế nên là không bao ship được các bác nhé. Nếu các bác nhìn đẹp chưa này. Có những quả này các bác về làm cái gì cũng được, lắp vòng phun cũng được, mà các bác làm súp điện cũng được. Đấy, từ 19 côn 75 bát 40 súp cũng quá chất luôn rồi. Hai quả này bằng giá nhau các bác nhé, 1 triệu một quả. Đây, và cặp này em cũng thanh lý nốt, cặp này cũng zin nguyên bản nhé, zin chưa sử dụng. Đấy, cặp này từ 17 các bạn, cặp này từ 17 côn 75, tất cả đều là xương nhôm đúc hết các bác nhé, xương nhôm đúc hết. Ôi ôi. Đây các bác này nhìn này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Có điều là bên kia người ta hai cái màng này các bác này, nó là hai cái cặp, cặp này nó là một cặp nguyên bản của nó nhé, là một cặp ấy, nhưng mà cái bên kia người ta lại cái màng này người ta quét sơn chống nước lên, cái màng này người ta quét sơn chống nước lên, chắc là đang quét thì hết cái màng, hết cái quét xong cái loa này thì hết sơn, nên là cái loa này người ta không quét. Đấy, giờ nó thành một cái lại có chống nước, một cái không, còn hai cặp này thì là một cặp nguyên. Em bán cho các bác chơi với cái giá là 2 triệu các bác nhé, 2 triệu giá không bao ship. Đấy, còn đây quả này là về bị gãy xương mất rồi các bạn này, gãy xương chứ không phải quả này, nó đã làm có một cặp đen màu đen tiếp rồi. Đấy, những cái xương nhôm này mà bị vận chuyển mà bị ném trúng vào một cái là gãy ngay, tại vì cái từ này nó nặng, nó không đỡ được. Đấy, gãy một cái xương nên ra rách màng côn điện thì còn nguyên, rất là tiếc. Và bác nào mà mua mấy quả bát này thì liên hệ với em nhé. Hai quả này thì mua một quả em cũng bán, còn hai cái quả này nó thành một cặp rồi, thì các bác nào mà mua cả cặp thì bảo em nhé. Rồi, xin chào các bác.